Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio làm một cái clip để giới thiệu về một đôi loa full 30 cấu hình cao cấp bass NG336 test neo và một quả súp hơi 50 RCF. Mẫu này thì nó là mẫu súp RCF các bác nhé. Súp 50. Đây này, em đang dựng đứng quả này lên này. Súp này thì sẽ có cái tay sách ở trên nóc kìa. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu về cái củ bát và nội thất ở bên trong của thùng súp. Và đôi loa full này sẽ chuyên về lời đánh vừa bát vừa lời, tiếng cực kỳ tuyệt vời. Và cái cấu hình ngày hôm nay thì này, em giới thiệu với tất cả các bác một cấu hình cao cấp. Vỏ thùng full 30 sâu về bên trong. Đấy, sâu hơn tất cả các loại thùng khác 2 cm. Vỏ thùng gỗ ván ép các bác nhé. Vỏ này chuyên đi sâu và đánh các dòng không gian ngoài trời rất là bền và nhẹ. Đấy, thì ở đây thì các bác đang được xem là một đôi bát 30NG336 này, model sản phẩm 12WF336 made in China, hàng chính hãng của công ty. Đây là một cặp bát cao cấp, ở đây rõ một cái lớp mút để chống vật cản rơi vào trong. Xương cá trẻ đôi, dòng xương chính hãng, xương rất là lạ và đặc biệt, xương của hãng mà. Con này in 300W, các bác phải đánh từ 600W đổ lên, từ 190 con 76, hàng chính hãng NG. Côn dây nhôm dẹp, các bác nhìn thấy cái bích tê lỗ đó cực kỳ đẹp luôn. Từ 190 con 76, chạm nhún màu vàng, màng nó được tạo các cái cục như này. Đó, nó là cái lotion của nó. Côn dây nhôm dẹt các bác nha. Côn dây nhôm dẹt. Đấy. Con này côn phíp và cuốn dây nhôm dẹt, tiếng ca cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này màng xếp ly gân vải tẩm dầu 3 gân, oánh trống mềm và ca rất sáng. Thùng của nó đều được chôn gen và thùng của nó là gỗ ván ép các bác nha. Gỗ ván nó vỡ gỗ và nó giống như cái thùng súp này. Đấy. Gỗ này rất là nhẹ và cứng. Dựng cái bộ phân tần model là 004. Sử dụng 3 con trở bằng nhôm cắt giải ra rất hay. Và bông tiêu màu đen để xung quanh thùng để tiêu âm. Phễu 2323, phễu khuyết 2323. Sử dụng với cả củ check kèn là củ check kèn neo bích thép 7 màu. Từ của nó là từ bi côn dây nhôm dẹt check kèn neo. Cái cấu hình này là cấu hình cao cấp của bên em rồi. Các bác nào đăng ký kênh của em thì thừa biết cái mẫu thùng này là mẫu thùng cao cấp và sâu hơn các loại thùng khác 2 cm, và chất chống của nó sẽ tạo cho tiếng chống rất tốt các bác nhé. Sâu hơn các loại thùng khác 2 cm nên tạo cho tiếng chống rất tốt. Cái đôi loa full 30 này của nó là giá của nó là hơn 6 triệu một đôi. Đấy, còn đây là cấu hình 50 súp hầm. Em gửi cho anh Tuấn Anh nhá. Em gửi cho anh Tuấn Anh ở trong tỉnh Bình Định. Bác ấy đã mua đẩy với loa rồi, hôm nay thắm thêm quả súp. Đấy, cái thùng này thì sẽ có cái ván, nó sẽ mặt làm mặt thùng. Đấy, cái ván này sẽ làm mặt thùng. Bên trong thùng thì sử dụng gỗ ván ép. Gỗ ván ép và bắn bông xung quanh màu trắng. Bông này nó mới dày. Súp mà phải bắn dày lên để tiêu âm. Đấy. Súp cắt cốt qua vang, qua lân tiếng hoặc qua cốt, đánh trực tiếp không cần phải phân tần đâu các bác nhá. Các bác nhiều anh em bày đặt phân tần súp hơi này, kể cả các cái dòng nước ngoài người ta chẳng có phân tần đâu. Súp hơi này cắt cốt qua vang hoặc qua lân tiếng, nó sẽ cắt hết tiếng nhạc đi. Nó chỉ do ra giải trầm thôi, tiếng cực kỳ tuyệt vời luôn. Mẫu súp này các bác đi làm loa kéo sự kiện đánh cực kỳ hay luôn. Bát 50 từ 220 có 100 lít nhọn viền xanh. Con này thì mẫu súp này thì hôm nay em ghép với mẫu gia đình. Giá thành cũng rất là vừa phải và chất lượng âm thanh của nó tốt, hay. Kẹp loa lỗ là thép trắng, từ 220 côn của nó 100, bát nhập khẩu nhà máy China. Màng xếp ly nội sóng, gân vải tẩm dầu 3 gân và màng nó được sơn dòng nước dầu để chống nước. Cái cấu hình mà súp thành phẩm như này, một quả thành phẩm nhá, là 3,9 triệu quả này, giá cực kỳ tốt, vỏ thùng đẹp, chắc chắn hay. Riêng cái vỏ này của nó rất là chắc, nặng lắm. Vỏ này nặng gấp rưỡi cái thằng súng súp mặt 718, nặng gấp rưỡi các bác nhá. Và hôm nay thì cửa hàng Tùng Nguyên Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm bát, tép, phân tần, vỏ thùng súp, vỏ thùng phun, hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé. Em bán linh kiện nên các bác cứ đặt hàng cái mẫu gì em ship cho tất cả các bác cái mẫu đó. Và hôm nay Tùng Nguyên xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất nhá.